mật cũng được phết nha mọi người. Thùng thùng em. Dạy dạy. Ok, bây giờ mình sẽ tắt video, mình bẻ thử nhá, mình quên kìm mình xe rồi. Ừ, sao mật đấy? Ơ. Áo nhá. Làm ngay đường này mọi người. Đây. Nét nét như Sony luôn nhá. Tổng mật này buồn cười nhỉ. Làm ngay đường con này. Có mật luôn. Bây giờ bọn mình bắt đầu ống khoái mọi người. Nó gầm một gừ luôn mọi người. Mật cũng được phết nha mọi người. Thùng thùng em. Dạy dạy. Cầm hứng đi, ra quay. Cầm can nhé. Trong có gì nặng này. Không có gì nặng này. Vàng vàng. Đấy, mình cho em mình cắt nha. Nó mới vào nghề cho nó tập nha mọi người. Đấy, dúng chọc Hà Đông nhá. Ok, rút nha. Thằng đi trước cầm bó khói là thằng đi sau muốn chịu con nhá. Cứ đi đi. Hôm nay mình thấy nhà nó chơi game nhiều quá nên là mình cho nó đi theo nó tập, bắt đầu kiếm tiền Tết nha mọi người. Đây thằng em đây. 2 lít hả? Ừ. Tổ này chắc được khoảng 2 lít nha mọi người. Hôm nay nó có vẻ cũng khá chứ, nó mới cho bắt, mới đây nó bắt được, tập cho nó bắt được 2 tổ. Mà tổ thứ 3 là nó vào đứng không khun nữa. Vào nó cắt ngọt sớt rồi mọi người ạ. Mới tập cho nó 3 lần mà. Đấy lần tổ là tổ thứ 4 nó bắt. Chào mọi người cái. Dũng. Đấy mới, Dũng mới tập vào đâu nhé, đây. Khoảng 2 lít mọi người. Thì nó mình lọc phấn xong nhé. Quá phê mọi người nhỉ. Đấy, Dũng chọc Hà Đông ấy. Đùa nhá, Dũng đi Dũng thôn 5 mọi người, gần như là gần khu di tích ấy. Mới tập vào đông nhá. Ông mẹ. Ông gì? Ông mũi. Mẹ à? Ấy mọi người. Gặp tổ ông mẹ luôn mọi người ơi. Đây này. Úi giời ơi. Tổ này gì? Ấy có cái bọc trong đấy tôi... Dũng. Trời đất ơi, ông mẹ mọi người. Sáng nay mà mình cũng gặp tổ to lắm nha. Giờ gặp tổ to lắm. Đây mọi người. Trời ơi, cách tổ ông khoái có mấy chục mét à. Gặp tổ ông mẹ đây. Mày quay tao đi. Đây này, ngồi trên này. Lăn xuống. Chưa bấm quay, chưa bấm đúng không? Đâu. Đang có tắt đâu, đang bấm à. Để giờ cao này rồi. Bây giờ mình sẽ lên mắt tổ ông mày luôn mọi người nhá. Mình bắt ông được 10 năm rồi, còn thằng cameraman mới năm nay mới đầu đầu năm mới tập bắt.
Ôi, cắt cũng cháy mọi người. Quẹt con rác vào trong mọi người nhá. Muốn quẹt không? Ủa mẹ, trước tiên mình phải tạo khói cho mọi người. Không tạo khói nó đánh vớ mồm ấy. Để mình lên đây. Lên luôn, bắn lên luôn. Lên luôn quay cho sao. Chợ sợ. Thổ gì, tập đỏ. Không tới cho mọi người nhá. Đấy. Có khả năng vớ mồm rất cao ấy. Hướng này chói quá. Úi dồi, đi ra đi. Mình tuột chân nữa. Đừng khung nhá, đừng khung nhá, thả tay này. Đây em chân đi. Chân đừng đọc nữa. Chân đừng đọc nữa. Mang cả tổ xuống đây luôn. Ổ này cứ ghê gớm luôn nữa. Cứ nhẹ nhàng mà mình thích không? Cất mình rồi đó. Ôi Dũng. Đây mọi người ơi, đấy cửa này. Mình bắt con loại cớ này không mọi người nhá. Đấy, cỡ nửa lít vậy không nhá mọi người ạ. Đấy, mấy tổ nhỏ thì mình để nó bắt. Còn tổ to này sờ nó chích nó nên là thương. Thôi đi xuống. Đấy. Bắt hết cỡ hàng khủng này không rồi nhá. Đây mình thú to nó chích để chơi này nhá. Đấy. Hàng khủng cỡ này cơ mà. Đấy. Phần không có nhá. Ui ui, phần không có thật bạn ơi này. Nhờ. Okay. Mọi người đây mình xuống đây lại gặp thêm tổ trên này nữa. Giờ mình đang làm bó đuốc nha. Đây mình mới cắt tổ 2 lít trên kia. Tổ màng bỏ trong ngăn riêng rồi. Bạn mình lên rồi mọi người. Đấy tổ ong đấy. Phải cho mọi người. Bướng ba lô à? Rồi bạn mình lên mọi người. Bó đuốc giấm à? Mình đang ngồi im. Cái cảnh nó cụt không làm nhiều mật hơn nhiều. Có mật không? Có chứ. Cảnh cụt nó mật ít à? Ôi, cục mật cũng to mọi người nhá.
cầm bó đuốc theo nhá. Hả? Cục vật nó to hết mình nhá. Sáp còn trắng. Sáp còn trắng nhỉ. Vậy á? À, mặt á? Đúng là áo ấy. Áo khoác á? Bởi vì mình đồng từ dưới lên rồi mà. Bây giờ dính khói rồi không sợ nữa đâu. Bây giờ một khi nó đã dính khói mình không sợ nữa đâu. Đấy, bản mình lên là cây mà gáy, cây mục là gáy rầm rầm luôn nhá. Đấy, kìm để túi đằng sau kìa. Rồi, thôi. Rồi, ok, mình... Đấy, mọi người ơi, cắt xuống này. Quay ngang à? Bỏ đây rồi. Cắt xuống mọi người nhá. Đang lọc phấn mọi người. Lọc sạch phấn nha mọi người. Tổ này chắc là lít dưới nhỉ. Tổ này lít dưới mọi người. Tổ này thì khoảng 2 lít. Đấy. Đây mọi người. Mình bắt được 4 tổ rồi. Hai tổ ông mè to, hai tổ ông khoái. Hôm nay tắm mật ra mọi người nhá. Tí nữa mình cho ông bản mình mua bịt bồ kết nữa nó gội đầu nhá. Này hay gội bồ kết thôi. Đấy tóc mượt không? Ông nhun gái thôi. Biết rồi. Không tắm. Đấy mọi người, tắm suối nó sướng không? Suối đá nó nước chảy này. Nước chảy suốt ngày nha mọi người. Đây là nó trong nước ngầm ra nhá, mạch nước ngầm nhá. Sạch lắm mọi người ơi, đây này thấy đá luôn đấy. Chân đằng tiên cá trắng chưa? Chân đằng tiên cá hả? Ai là fan hâm mộ của Dũng thì cho một bình luận nhá mọi người, cho một đăng ký nhá. Ai là phân không dùng mổ dũng là cứ nói lên nhé, đừng ngại. Khoái. Khoái vàng, khoái đen, khoái xanh, khoái tím mắt. Hôm nay chưa thấy khoái tím mắt đâu nhé mọi người nhá. Nước xanh nhà mọi người nhá. Ôi, đá này. Đấy. Nhìn thấy đá luôn nhá. Cá bao nhiêu con qua đếm được luôn á. Đấy bọn mình cứ đi theo khe suối này, suối đá này, thấy ong khoái xuống hút nước mình lại lên lại cắt tiếp. Không? Nếu mà trường hợp mà đói quá thì bọn mình sẽ ăn sáp mật ong nha mọi người. Ở đây cả tháng còn được mọi người, không chết được. Nước này có nước, đồ ăn thì có sáp mật ong rồi. Điều cũng sắp chín rồi, ăn điều cũng sống được mọi người nhá. Không thể nào chết được. Đây có cây cà phê nữa này. Cà phê rừng. Bắt mình chào tất cả mọi người. Đấy, bây giờ mình bắt ong được chùng năm. Bây giờ mình huấn luyện thằng bạn mình bắt nhá. Để nhá. Để nó bắt ong khoái nó quen đi. Không ở nhà nó bữa sau nó gặp. Khác gặp nó bơ ngớ không biết bắt. Mình thì, bây giờ mình bắt tèn tèn. Ong mè bắt ong tèn tèn thôi nhá. Ong khoái cứ để bạn bắt. Cho nó quen đi. Quen tay ấy. Rồi, let's go. Ăn bánh không? Ăn không?
hay đi sang kiếm thác là đẹp đẹp. Bây giờ bọn mình đang đi kiếm thác nhá, không đi kiếm ong nữa. Trời ơi, cây đẹp này đáng lẽ phải có một tổ ong khoái mới đúng nha mọi người này. Tiếc thật. Ở cây đấy cũng có là mình bắt luôn ấy. Ở trong này là thuộc khu vực rừng rồi mọi người ơi. Ong khuột có rừng rồi, không có tổ nào mà dưới 1 lít đâu nhá mọi người nhá. Toàn lít rưỡi trở lên không à. Đấy, bắt sướng lắm. Tắm mật luôn mọi người nhá. Tí nữa mình cho trong bản mình bị một bịt bồ kết nó tắm ở suối luôn. Lấy mật ra tắm luôn. Thằng bạn mình ngày mai nó sẽ làm thử thách là bắt tổ ong khoái không cần dao, không cần nhang, không khói nha mọi người. Bắt bằng tay không à. Dùng một điều thuốc nha. Ờ đúng, được đấy nhỉ. Dùng một điều thuốc bắt tổ ong khoái nha. thổi lên như kiểu ông mè ấy mọi người. Đấy, mình cứ đi theo bờ suối này. Bây giờ lên chỗ cao là mình đi không nổi nữa nha. Giờ mình đang gồm mượt này. Thẳng lắm. Bây giờ là một thằng gùi mật, một thằng hả? Cũng nào mà. Bây giờ là một thằng gùi mật cứ đi tèn tèn ở thấp thôi, còn cái thằng đi không thì cho nó cứ leo lên bụi rậm các thứ. Cây to. Ok, mình sẽ tắt clip nhá. Thì nữa mình thấy mình lại quay cho người bắt xem tiếp. Mẹ nào. Còn cái bọc này, đấy cái bọc cắt này. Lên làm gì? Mọi người mình tới tổ ong mật lúc đầu rồi nhá. Hồi nãy mình đi kiếm ong Ủa, có nhang đâu? Có nhang đây. Bao lâu để chứa? Đó cho cái sao mọi người ạ? Nào. Đây. Ui. Vâng, thật cái đùa trời. Thật thôi chứ. Bỏ đá trong mà. Đây mọi người, ong tổ một ngay đường mà không ai bắt nữa. Đấy, mấy sáp ấy. Một sáp à? Chưa biết mấy sáp nữa mà. Đấy, anh bạn mình không thổi thuốc đâu nha. Đấy, cứ nhang thôi. Không biết hút thuốc nha. Đấy, thế nên mình túc. Thở ong mà không hút thuốc là tốt nha. Còn Jin nhá. Mới 18 tuổi. Cái gì? Còn Jin nữa? Ờ, còn Jin. Thật à? Dân quân tử vệ nhá, dân quân tử vệ đi bắt ong đấy. Ủa. Đang bó nhang. Không phải làm bài bản nhá, sợ nó chích ra. Đấy, ông bản mình nó hơi lùn nhá, không biết với tới tổ ong không, bây giờ không biết chơi với kiểu gì nhá. Lùn cao 1m72 đấy. 1m72 á? Nổ nữa nha mọi người nhá. Trong 1m7 là hết cớ. Tổ ong bạn này không chích đâu mà không biết là sao ông bạn mình nó lại châm nhang, châm khói làm gì nhá. Có mặt không chích. Cái bịt ở trong túi ngăn thứ hai ấy. Cái bịt đấy. Ngăn đây à? Không. Ngăn đây à? Không. Ngăn lớn nữa. Đây à? Ở ngăn đấy luôn. Cầm kéo bao nhang ra. Kéo bao nhang ra cho trong đấy. Ở đó. Bịt đấy sạch nha. Mình lấy đường ong khoái ấy. Đường ong khoái ra đường ong mật luôn. Hết cố ngăn, hết ngăn để mọi người ơi. Thật không? Ảo thật mọi người nhỉ. Mấy sáp? Nhưng mà có chúa không ta? Không biết. 3 sáp cũng được, 6 sáp to chưa? 3 sáp à? 3 sáp. 2 sáp to chưa? Mày nằm ngay đường mọi người nhá. Đường đi nha mọi người. Đấy. Đường đi trong vườn điều với cà phê người ta. Ăn được chứ không? Hay giờ mình làm thử thách mình vứt nhang đi nhỉ, lấy chai về gói nhỉ. Đâu rồi? Trong luôn. Ông bà này chích cũng thốn lắm mọi người nha.
cũng không thua kém gì ông Khoái mấy đâu nhé. Đây, đây là Dũng, Dũng Hà Đông. À nhầm, Dũng Cát Tiên. Có mật không? Đầy mật hết. Đầy mật hết. Nó bay ra luôn. Cái tối nay mình mới đừng ông Khoái nhưng vẫn còn mật nha mọi người. Bây giờ mình hết chỗ đừng và mình đừng ông mật. Một sáp. Con này chú rất là phải bắt. Mật không? Mật không à? Ừ. Không có phấn luôn à? Ừ. Mật không luôn mọi người ơi. Đấy. Không biết là mọi người có thấy thó không? Cái gì mình cao thêm 5 phân nữa? 1m72 mà đòi 5 phân nữa, 1m72 à? Đấy, mật không mọi người đấy, mình quay này. Đấy, không có phấn luôn nhá. Sướng nhỉ? Bẻ cái chân ở đây. Đấy, cứ lấy cà phê, lấy lá cà phê về khô khô đi là con ong nó bay đi thôi. Nó bay giải rồi. Như ông Khoái ấy nhở. Ừ. Ba sáp mà không có phấn mọi người. Thật là tuyệt vời, sáp là sáp to nhất này. Ở ngay đường luôn. Đấy. Nặng hơn chưa? Nặng quá, sắp tụt tay rồi. Còn một sắp nữa mọi người. Cái thằng cắt ấy nó không lên, cái thằng đứng ngoài nó lên. Hoặc là nó như để nó ở đi. Đúng rồi, để nó ở mai bắt tiếp, mấy bữa nữa bắt tiếp nha. Hèn hèn toang một tháng nha. Đấy, mình chỉ lấy phần mật rồi nhá, mình còn kể nó luôn. Đấy mọi người ơi, mình bắt ong về rồi mọi người. Đây này. Ong Khoái cho mọi người ơi. Chỗ này khoảng 3-4 lít đấy. Chào mọi người nhá. Rồi chào mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình và nhấn like và cho một lượt chia sẻ nha mọi người. Nhớ bật chuông thông báo để nhận được kênh, nhận được video mới hơn nhé. Xin chào mọi người nhé.